ý muốn nói cái biết cái người đạt đáo vị ngạn, tức là nhận ra cái biết, cái thánh giác ngộ của mình, tức là chú đại bi, tức là cứu khổ cứu nạn, tức là được giải thoát sinh tử luân hồi, qua khỏi biển khổ sinh tử. Bốn cái mà đức tính của Đức Phật và bốn đức tính niết bàn của Đức Phật là đức từ, bi, hỷ, xả, và đến đức tính niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Nhờ chú giải dùm. Kính thưa quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước, có những câu hỏi đây ông Năm ổng trả lời cho chú này và quý vị đồng đạo ở những người hỏi dễ hiểu hơn. Kính thưa ông Năm, có một vị đồng đạo hỏi chì chú đại bi của Quan Thế Âm Bồ Tát, nếu chúng sanh muôn loài nào nghe chú là chú đại bi nó ý nghĩa như thế nào, nhờ chú giải dùm. Ý nghĩa chú đại bi đó, các loài chúng sanh hết á. Thường thường thì người ta hay niệm chú đại bi của Bồ Tát Quan Thế Âm. Yết đế, bà là yết đế, bà là tăng yết đế, tác và hàm. Cái chú đại bi nó như vậy, nó dịch nghĩa ra là người đạt đáo vĩ ngạn, chúng sanh cùng nhau đạt đáo vĩ ngạn, cái đại ý như vậy đó, từ bến mê sang bờ hồi giác. Nhưng mà người ta đọc chứ người ta không hiểu. Bây giờ ý muốn nói cái biết, cái người đạt đáo vĩ ngạn, tức là nhận ra cái biết, cái thánh giác ngộ của mình, tức là chú đại bi, tức là cứu khổ cứu nạn, tức là được giải thoát sinh tử luân hồi, qua khỏi biển khổ sinh tử. Nhưng mà người ta không biết, người ta cứ trì chú đại bi không mà cái biết của mình không nhận, cho nên trì hoài không ai có kết quả hết đó. Rồi bây giờ Đức Quan Âm Bồ Tát mục đích ngộ cái tánh nghe, thành Phật Quan Âm nghe được tất cả cái khổ chúng sanh, thì bây giờ mình ngộ cái tánh nghe đó, mình đang có tánh nghe thì mình có thể làm hành Bồ Tát, có thể tu như Quan Âm, rồi đắc đạo như Quan Âm. Chứ đừng nghĩ rằng cái đó của Quan Âm chứ tôi không có, tôi trì chú đại bi trì vậy thôi chứ không biết ý nghĩa là sao. Cho nên mình tu theo thầy phải thông minh, phải sáng suốt, phải nhận định rõ ràng của con chú đại bi. Yết đế bà la yết đế, bà la tăng yết đế, tác bà ha, đó là người đạt đáo vĩ ngạn, người đạt đáo vĩ ngạn, chúng sanh cùng nhau đạt đáo vĩ ngạn. Cho nên mình tu nhận cái biết này, tánh giác ngộ này là được giải thoát, được thành Phật. Cái ý nó là như vậy mà người ta không biết, cho nên Đức Thầy mới dạy đọc kinh không biết, tụng chú không biết, mấy ông dịch thì sai không biết luôn. Thì bây giờ Thầy dạy đọc cái bài Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Niết Vạn Cửu Thiên Ngũ Hóa Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Chỉ cần đọc một bận thôi, hơn ở trong chùa các sư tụng kinh 2 tháng. Thì bây giờ mình nhận xét như vậy, mình nên đọc cái bài đó, nó có kết quả hơn, nó hiệu năng hơn, là vì mình biết rõ ràng. Kính thưa quý vị, đến đây xin kính tắc với nhiều. Xin thưa ông Nam, có quý vị đồng đạo hỏi, trong giấc con ngủ thấy tia sáng hình tròn từ phương Bắc sang phương Nam gắn quá gồng, nhờ ông Nam giải dùm cho biết cái này trong giấc mơ. Trong giấc mơ mà thấy hình tròn từ phương Bắc qua phương Nam gắn quá gồng thì đó nó cũng là cái điềm trời. Ở trong giảng có nói cái câu mà rắn lộn đầu như dân sinh vật, thành ra rắn là cái tháng 3 duyên dần hai mẹ qua thình tư tỵ, rắn là cái tháng 4. Thì hiện bây giờ từ tháng 4 đến nay là nó đã có giặc khắp nơi rồi. Cái đó tiên tri cái lời của các ngài hồi xưa là bây giờ nó cũng đúng như vậy. Cho nên đó là cái điểm thức tỉnh cho mình,
đời khổ đau chết chóc vật giả phạm sầu, mình ráng tu để sống, không tu thì cũng chết chứ không thể sống được. Đó là đúng theo cái lời tiên tri của các vị Phật thánh. Đến đây kết thúc. Nhờ chú giảng, có một vị hỏi nhờ chú giảng dùm bốn cái mà đức tính của Đức Phật và bốn đức tính niết bàn của Đức Phật. Đức Phật là đức từ, bi, hỷ, xả, và đến đức tính niết bàn là thường lạc ngã tịnh. Nhờ chú giải dùm. Bây giờ bốn cái đức tính, cái người mà đương tu muốn thành Phật thì phải có bốn đức tính từ bi hỷ xả. Ở trong kinh rất nhiều người giải thích, nhưng mà cái bản giải của Đức Thầy thì dễ hiểu hơn, mọi người ai cũng nhìn nhận là chân lý. Đức từ là Phật đối với chúng sanh như mẹ với con, lúc nào cũng thương yêu dìu dắt dạy dỗ. Nếu chúng sanh này dạy dỗ chẳng nghe, làm điều tội lỗi, Phật chẳng nỡ vì thế mà ghét bỏ, lại thương xót không cùng. Đó, đức từ là lành, là thương yêu chúng sanh. Mà đức bi thì dù dạy dỗ chúng sanh không nghe thì Phật cũng thương xót chứ nó không có bỏ. Còn đức hỷ thường thường an vui làm những việc lành, dù gặp hoàn cảnh trái nghịch cũng không tranh làng vụ vã. Đức xả là Phật chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, chẳng lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ hết tại ai, tối tâm lạnh lỗi. Thì bây giờ chúng ta muốn tu theo Phật, theo Thầy, chúng ta cũng phải học cái gương đó là từ bi hỷ xả. Lên một mức nữa là chứng quả niết bàn thì nó có bốn cái đức thường lạc ngã tịnh. Thường là lúc nào cũng sống với cái tánh thật bất sinh bất diệt, không khi nào thay đổi, như như bất động, không giận hờn thiên ghét, không có thay đổi ba hồi dày ba hồi khác, mà lúc nào cũng thanh tịnh đoạn trang sáng rỡ. Lạc tức là vui, vui không có đối đãi là buồn. Cái đời có vui quá phải có buồn, còn cái đức lạc này không có quá vui cũng không có quá buồn, lúc nào cũng đoạn trang sáng rỡ, đó là lạc. Rồi ngã, ngã là ta tức là cái chân ngã, tức là cái biết lúc nào cũng rỗng rang thanh tịnh sáng biết, không khi nào mà khởi lên một cái điểm gì trần trượt, không khởi lên một cái điểm gì giận hờn thương ghét, lành dữ tốt xấu. Rồi chân tịnh, chân tịnh nghĩa là vượt ra cái hai cái động tịnh, thường thường hết động thì tịnh, mà hết tịnh thì động, còn chân tịnh nó vượt ra hai cái động tịnh luôn, lúc nào cũng lặng trang sáng rỡ. Mặc dù tên tuổi có nhiều, mặc dù lý luận có nhiều, nhưng mà nó chỉ có một cái biết thôi. Từ bi hỷ xả cũng một cái biết, thường lạc tịnh ngã cũng một cái biết, buông hết tất cả còn cái biết, thì hoàn toàn chứng được bốn đức niết bàn, hoàn toàn chứng được bốn đức từ bi hỷ xả. Kêu bằng nhất bản tán dạng thù quy nhất bổn, cũng một cái tâm này, cũng một ông Phật tánh này. Bây giờ không biết bao nhiêu pháp, không biết bao nhiêu lời, không biết bao nhiêu sanh sanh quá, bây giờ gom trở lại một, chống ngay cái biết thành Phật liền, vượt ra văn tự, vượt ra kinh điển luôn, như vậy hoàn toàn chứng chân giải thoát. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Rồi có đồng đạo hỏi là nhờ chú giải dùm là trong câu của kinh Phật á, với cái câu này là chi kiến lập chi tức vô minh bổn, chi kiến bất lập chi tức niết bàn, nhờ chú giải dùm hai cái đó chúng ta chưa hiểu về hai cái chỗ đó. Đúng theo nguyên văn ở trong kinh Kim Cang, tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tri tức niết bàn, diệt danh giải thoát. Ông bạn đó viết còn chặt mấy chữ đó. Tri kiến vô kiến, tri kiến lập tri tức là ngay cái chỗ đang thấy biết mà mình trồng lên một cái thấy biết nữa, cái thấy biết đó là vô minh, cũng như cái đầu thêm một cái đầu, cái sừng thêm một cái sừng. Cái lặng trang thấy biết sáng rỡ của tôi là Phật, mà tôi còn trồng lên thêm tôi cái thấy biết nữa thì đó là bị cái đẩy, cái này đẩy cái kia. Mặc dầu nước đá cũng trong, tuyết cũng trong, nhưng mà cái lớp tuyết đẩy lên cái nước đá thì bị che mờ. Hai cái tự nhận thấy là phải, mà chắc mình thấy là vô minh. Ở cái chỗ này là tri kiến lập tri tức vô minh bổn, còn tri kiến vô kiến thấy biết cũng như không thấy. Tôi thấy biết hết trơn rồi mà tôi không khởi gì hết, giống như không thấy. Cái đó mới thiệt là trần thấy biết, cái đó mới thiệt là niết bàn, cái đó mới thiệt là giải thoát. Nghĩa là hiện giờ đang lặng trang sáng rỡ thấy biết mà không chấp mình thấy biết. Mặt trời soi sáng khắp muôn loài, nhưng mặt trời không xưng là ta soi sáng. Mặt trăng sáng trùm nhận giả hết, mà mặt trăng cũng không phải nhờ ta mà hết bóng tối.
không thấy mình có công lao, không thấy mình có ân ích gì với nhân loại hết, bổn phận phải làm giúp đỡ nhân loại, giúp đỡ cho đời, như như bất động, y như là mặt trời, y như là mặt trăng, như vậy đó hoàn toàn chứng chân giải thoát. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Uống ly nước đi rồi còn một hai câu hỏi nữa hết rồi. cái này có quan trọng đến với ông Năm. Có câu hỏi này quan trọng đến ông thầy Năm. Ha. Hai vị đồng đạo, một ông thì nói ông Năm như là thiền Bát Nhã, còn ông thì hỏi lại nữa để hỏi ông Năm thiền Bát Nhã là của ông Năm như thế nào, và hôm nay giáo dùm cho vị đứa diện đạo này hiểu. Yeah. Giả cái sở ghi cho người ta hiểu luôn. Kính thưa quý vị, từ hồi tôi tu tới bây giờ thì tôi không có thấy tôi có chứng có đắc hay là có gì hết, nhưng mà những cái chứng cái đắc thì do anh em đồng đạo, người nói vậy người nói khác, kẻ nói chứng người nói không, rồi do mấy ông chư thiên lên trời cũng chưa nói chứng nói đắc, hay là do mấy ông ở dưới địa ngục lên quy y thì mấy ông nói chứng nói đắc, chứ thật tôi không có nói cái gì hết. Nhưng mà hai chữ thiền Bát Nhã thì hôm nay tôi định nghĩa cho chính xác, từ đâu người ta hiểu lầm. Người ta nói thiền Bát Nhã của ông Văn Thù, sao cái ông trèo đi phải không, cái rồi ông rước cái cơn tận diệt đó, ai cũng văng xuống nước hết, tu chết nổi thì không tu chết chìm phải không. Rồi cái người nào nổi đó mới vớt lên, rồi Quan Âm mới đổ nước dành nhiên liệu để cứu cho linh hồn sống lại đó. Nhưng mà thật sự dụng ý vậy thôi. Nếu cái thiền Bát Nhã lớn quá đó thì quay đằng này vớt người đằng kia chìm mất hết rồi, còn nếu nhỏ quá thì cả thế giới này cái thiền Bát Nhã trợ được mấy người đó. Nhưng mà ở đây muốn nói hai chữ Bát Nhã là trí huệ, ngay nơi cái biết của mình là thiền Bát Nhã, ngay nơi cái biết mình là trí huệ, ngay nơi cái biết mình là Phật. Cái biết này nhảy xuống nước không chìm, vô lửa không cháy, đó gọi là mình có thiền Bát Nhã rồi thì không chìm đáy nước, cũng không bị lửa cháy, như như bất động, lúc nào cũng là Phật hết. Đó là ý nghĩa thiền Bát Nhã, chứ không phải cái thiền Bát Nhã là cái chiếc thiền đóng bằng cây hay cái chiếc thiền bự quá, quay đầu này trở lại không kịp, người ta chìm hết rồi. Cái ý nó sâu sắc như vậy, nhưng mà phần nhiều người ta không biết, ta tưởng đâu cái hình tướng như vậy, thành ra cái sự là để độ người mê cho người ta sợ, ta không tu. Nhưng mà cái lý là Phật không nói ở ngoài, nói ngay cái trong tâm của mình, nói ngay ông Phật của mình, ngộ được ông Phật này rồi là thiền Bát Nhã, ngộ được cái biết này rồi hoàn toàn bất sanh bất diệt, ra khỏi luân hồi sinh tử, chẳng những khỏi luân hồi sinh tử mà khỏi cả tam thiên đại thiên thế giới luôn, trùm khắp vũ trụ rồi, chỗ nào mình ở cũng được, khỏi cần đi đâu hết, cũng muốn tới đâu cũng được, tự tại vô ngại luôn. Như vậy giống y như Phật, không khác một chút nào. Kính thưa quý vị, đến đây kết thúc. Vậy còn cái cô này ở Sài Gòn á, là nhà chú đọc lại cái bài quy y á, bài quy y Phật á, thì chú giải nghĩa cho ta, cô này hiểu biết về cái bài quy y luôn. Chú đọc bài quy y trước, chú giải sao? Rồi xong. Cái bài quy y Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 3 lần. Rồi Nam Mô Thập Phương Phật, Nam Mô Thập Phương Pháp, Nam Mô Thập Phương Tăng. Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy Quang Thượng Đẳng Lợi Thần Trăm Quang. Cựu thần chư vị, sơn thần chư vị, năm non bãi núi cảm ứng chứng minh. Nay con nguyện cải hối ăn năn làm lành gốn dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Đó, cái bài quy y tạm là bao nhiêu đó, còn đoạn sau là Tây Phương Ngũ Nguyện. Bây giờ thời gian rất ít, mình chỉ giải cái bài quy y thôi. Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai chữ Nam Mô là cung kính, là quy mạng hay là cứu ngã đó, mình cung kính Phật, hướng về Phật, nhờ Phật cứu độ mình. Ta Bà Giáo Chủ là Đức Phật, là vị giáo chủ cõi Ta Bà này, trùm khắp tâm thiên đại thiên thế giới, nói chung đó, tiểu thế giới 1000 nhân cho 1000 thành ra chung thế giới, rồi chung á thì 1000 nhân cho 1000 nữa thành ra cả hàng tỷ tỷ thế giới, chứ không phải là một hai thế giới. Đó là Ta Bà đều ở trong cái cảnh khổ đau này, đều Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế cai trị chung tất cả đó. Rồi bây giờ Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư, Bổn Sư là thầy ba cõi, Thích Ca là thầy ba cõi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới,
Mâu Ni là lòng lặng lẽ thịt nặng lặng trang, không khởi nên vọng niệm, lúc nào cũng rỗng rang thanh tịnh sáng biết. Ật là giác ngộ, là toàn tri toàn năng, lúc nào cũng biết, không còn mê lầm nữa. Rồi Nam Mô Thập Phương Phật, tức là mình cung kính Phật mười phương, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, rồi Thượng Phương, Hạ Phương nữa, đó là đủ mười phương. Rồi Thập Phương Pháp, chánh Pháp của Phật cũng đủ mười phương, Thập Phương Tăng, các vị đệ tử của Phật là Tăng cũng đủ mười phương. Rồi Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy, Phật Tổ là Đức Thích Ca Mâu Ni, Phật Thầy là Đức Phật Thầy An trở lại, cũng là Đức Bình Giáo Chủ. Quan Thượng Đẳng Đại Thần, tức là Đức Nguyễn Trung Trực. Trăm Quan, tức là những vị anh hùng cứu quốc từ đời Đinh Lê Trần Lý trở lại đây, nói chung là Trăm Quan Cựu Thần. Chư vị Sơn Thần, đó là các chư vị trị bệnh rất hay, các Sơn Thần ở trên núi. Chư vị Sơn Thần năm non bảy núi, năm non là năm cái non ở trên núi Ông Cấm, còn bảy núi là bảy cái núi ở vùng Thất Sơn. Nay con nguyện cải hối ăn năn, tức là mình nguyện mình ăn năn sửa lỗi, không làm lỗi nữa, để quyết tu hiền, làm lành lánh dữ, quy y theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo, làm 10 điều lành bỏ 10 điều ác, và quy y theo con đường của các vị này tu theo Phật, mình cũng quy y theo Phật để cùng nhau tu đắc đạo. Đại ý cái bài nguyện là có bấy nhiêu, đến đây kết thúc. Để tôi xin họ nói tiếp cái câu này về hết tất cả quý vị đồng đạo và người tu của chính mình hôm nay. Thì hồi trước giờ, hôm trước giờ chú Năm đã cũng có nói chuyện qua lại về cho các chú đến đây quay phim. Thì cũng có nhiều vị đồng đạo cũng không có chỗ là đồng tình với chú Năm ha, buông ra những lời nói thì khó nghe. Thì mong rằng hết toàn thể quý vị đồng đạo trong nước và ngoài nước nghe kỹ lại lời ông Năm đi. Rồi quý vị nào những còn cái hoài nghi gì với ông Năm đó thì tôi mời đến tận nhà ông Năm để tiếp diện giáp mặt với ông Năm, coi nhận thức cái sở hành đạo của ông Năm như thế nào và cái trí tệ của ông Năm như thế nào. Như thật ra mà nói thì lúc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đắc đạo chánh vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, quả vị Bồ Đề thì cũng có bị là đố kỵ, là người xấu đố kỵ với người tà, và đối với chánh á, chống chánh là tà. Rồi mời toàn thể quý vị nào mà cái chỗ nghi đó và những cái chỗ mà xuyên đạt qua những lời nói của ông Năm đó thì các quý vị còn hoài nghi thì tôi mời đến đây để gặp ông Năm và trao đổi qua lại về Phật Pháp, và mình nhận thức được ông Năm như thế nào mình đã nói. Chứ còn mình mà mình nói như vậy, mình nói sau lưng người, tất nhiên mình là có bản tánh xấu mới nói xấu người đó. Người quân tử thì phải đến ngay tại nhà ông Năm để nói chuyện qua lại. Rồi xin kính chúc hết tất cả toàn thể quý vị vui vẻ với an với đạo và để tinh tấn trên đường Phật Pháp tu hành. Rồi xin chào toàn thể quý vị.